Hứa Kim Tuyền từng khuyên Văn Mai Hương đi tìm nhạc sĩ khác đi. Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền được biết đến là tri kỷ trong âm nhạc của Văn Mai Hương khi cùng cô tạo ra rất nhiều bản hit. Song trong dự án âm nhạc mới đây nhất của nữ ca sĩ, anh từng khuyên cô thử kết hợp với nhạc sĩ khác. Chia sẻ về điều này, Hứa Kim Tuyền cho biết khi Văn Mai Hương nói với anh về ý định thực hiện một dự án âm nhạc mới, vì một số lý do cá nhân nên anh từng khuyên đàn chị đi tìm nhạc sĩ khác. Tuy nhiên, có lẽ vì mối lương duyên và sự đồng cảm đặc biệt nên cả hai sau đó vẫn hợp tác với nhau để làm nên MV âm nhạc sắp được Văn Mai Hương cho ra mắt trong một vài ngày tới, MV có tựa đề Mưa tháng 6. Trước đó, các bài chung âm nhạc này từng cùng nhau tạo ra rất nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như Tổ hôn, Đốt, Nghe nói anh sắp kết hôn, Hương, Ước mơ của mẹ, Một ngàn nỗi đau. Nói về MV Mưa tháng 6, Văn Mai Hương tiết lộ, ngoài Hứa Kim Tuyền thì MV này còn có sự tham gia của hai giọng ca trẻ tài năng là Gray Day và Trung Quân. Điểm chung của cả hai nam ca sĩ này là đều có những ca khúc hit liên quan đến mưa, riêng Trung Quân còn được mệnh danh là Thánh Mưa của làng nhạc Việt. Phần hình ảnh của MV Mưa tháng 6 sẽ là sự kết hợp trở lại của Văn Mai Hương, Hứa Kim Tuyền cùng ekip đạo diễn Khương Vũ. Bộ ba này từng tạo nên thành công của sản phẩm âm nhạc Cầu Hôn phát hành cách đây 4 năm. Văn Mai Hương bày tỏ cô luôn tin tưởng vào cách làm việc chuyên nghiệp, tỉ mỉ của Khương Vũ cùng các cộng sự. Dịp tháng 4 vừa qua, Văn Mai Hương cũng giới thiệu rộng rãi MV Tôi Thương Ba, sản phẩm dành riêng cho bộ phim điện ảnh Con Nhót Mót Chồng. Phần thể hiện xúc động, tình cảm của Văn Mai Hương giúp bài hát nhiều tuần liên tiếp lọt top trending trên các nền tảng số. Theo kế hoạch, MV Mưa tháng 6 của Văn Mai Hương sẽ ra mắt khán giả vào tối ngày 24 tháng 5 tới.